Toàn cơ. Toàn cơ. Toàn cơ. Tư Phượng. Tư Phượng. Tư Phượng. Huynh sao rồi Tư Phượng? Huynh sao rồi? Tư Phượng. Tư Phượng. Bây giờ, ngươi không còn là ma sát tinh la hầu kế đô nữa, mà là chiến thần của thiên giới ta. Từ ngày mai, ngươi sẽ dốc sức vì thiên giới ta. Ngươi sẽ đích thân đi tiêu diệt Tu La, đổ sát ma vực. Một nghìn năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi được ngày này. Thuộc hạ Nguyên Lãng tham kiến Ma Tôn, cung chúc Ma Tôn một lần nữa thống trị tam giới. Nguyên Lãng. Bản tọa nhớ ra rồi. Các ngươi hóa ra là Tả Hữu Sứ, thuộc hạ của Tu La Vương. Xem ra Ma Tôn vẫn nhớ lão vô ta. Thuộc hạ Nguyên Lãng đã đợi nghìn năm chỉ vì muốn trợ giúp Ma Tôn trở lại thế gian. Cảm tạ Ma Tôn đã giúp thuộc hạ có lại được cơ thể. Thuộc hạ nguyện theo Ma Tôn tấn công thiên giới, trả mối thù nghìn năm của ma vực ta. Vậy ngươi đi theo bản tọa đi. Tên Nguyên Lãng thối tha nhà ngươi đúng là sống tai như đỉa. Ma Tôn ngủ say nghìn năm có thể dễ dàng tin tưởng lời nói vớ vẩn của ngươi. Ta nói cho ngươi biết, lão vô ta hôm nay tuyệt đối không tha cho ngươi đâu. Đợi đã, bản tọa nhớ thiên giới cũng đã giày vò ngươi cả nghìn năm rồi. Lẽ nào ngươi không muốn cùng bản tọa xử lý chúng, trả mối thù nghìn năm sao? Đám thiên giới đúng là nhìn ngứa mắt. Nghìn năm trước ta đã đánh với chúng một trận, trộm đồ của chúng. Chúng nhốt ta lâu như vậy ta cũng chấp nhận. Nhưng nay chúng dám to gan hại đến tiểu hồ ly của ta. Bách Lân lại dám làm việc vô liêm sỉ như vậy với ngươi. La Hầu Kế Đô từng là người lão vô ta tán thưởng nhất. Toàn cơ cũng là bạn tốt của ta. Thù này ta nhất định phải báo. Tốt. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Nhưng hôm nay ta nhất định phải giết chết con chim thối này. Bản tọa không quan tâm hai ngươi có thù oán gì. Trước khi xử thiên giới, bản tọa không muốn nhìn thấy bất cứ mâu thuẫn nội bộ nào. Sau khi xong việc, các ngươi muốn giết ai thì cứ giết. Cũng được. Dù sao giờ nhìn tên Bách Lân còn ngứa mắt hơn cả cái thứ sống dai như đỉa này. Ta sẽ giết Bách Lân trước, rồi sẽ đến lượt tên sống dai như đỉa nhà ngươi. Nếu đã vậy, thì các ngươi hãy cùng bản tọa đến phần Như Thành. Bản tọa phải tặng một phần đại lễ cho thiên giới. Đế quân, La Hầu Kế Đô đã hủy đi phần Như Thành, phá vỡ địa tâm hỏa, còn đến ma vực phục sinh Tu La đại quân. Thần đồ Úc Lũy thì sao? Đế quân tha mạng, phế vật. Khởi bẩm đế quân, nói. Còn có tin xấu gì nữa? La Hầu Kế Đô gửi chiến thư đến nói sẽ tấn công thiên giới, huyết tẩy thiên đình. Không ngờ năm đó ta nhất thời nhân từ,
lại để ma đầu này hống hách đến vậy? Hắn muốn tấn công thiên giới ư? Được, truyền dụ lệnh của ta, toàn bộ thiên giới phòng bị, tuyệt đối không để bất cứ yêu tộc nào nhân cơ hội lợi dụng. Vâng. Toàn cơ, Tư Phượng. Toàn cơ ở đâu? Tư Phượng, bây giờ Toàn cơ đã hóa thân thành La Hầu Kế Đô rồi, tìm cô ấy cũng vô dụng thôi, ta phải đi tìm cô ấy, bình tĩnh đi. Dù cô ấy có là La Hầu Kế Đô, thì cô ấy cũng là Toàn cơ. Tư Phượng, Toàn cơ đã biến thành La Hầu Kế Đô rồi, muội ấy đã không còn là Toàn cơ nữa. La Hầu Kế Đô đã hạ lệnh cho Vạn Yêu đến ma vực gặp hắn. Hắn muốn triệu tập chúng yêu, tấn công thiên giới đảo lộn tam giới. Mấy ngày huynh hôn mê, đám yêu ma ở phàm giới đã lạm sát vô tội. Bách tính sợ đến mức không dám ra khỏi cửa, thiên hạ đã đại loạn rồi. Không đâu, nhất định Toàn cơ vẫn còn sống. Muội ấy chỉ nhất thời bị La Hầu Kế Đô khống chế thôi. Ngày mai ta sẽ đi tìm muội ấy, không được. Nay Vạn Yêu đang tập hợp ở ma vực, chúng ta không thể làm bừa được. Ta thấy vẫn nên tìm sư phụ thương lượng thì hơn. Ta đi, mọi người là người phàm, còn ta là yêu ma. Vạn Yêu tập hợp thì ta đã có lý do phải đi rồi. Tư Phượng, rất nhiều trưởng lão yêu tộc không nghe lời hắn đều đã bị giết rồi. Đúng đấy, ta lo là huynh... Không đâu, dù muội ấy có bị thần hồn của ma sát tinh khống chế, ta vẫn phải đi tìm muội ấy về. Thần hồn của ma sát tinh đã chứa chất cả nghìn năm oán hận trong lưu ly tràn. Một khi dung nhập với nguyên thần của Toàn Cơ, thì sợ rằng cuộc đời 20 mấy năm ngắn ngủi của Toàn Cơ đối với ký ức của La Hầu Kế Đô cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Đúng vậy, Bách Lân phong bế các giác quan của cô ấy, cướp đi toàn bộ ký ức của cô ấy, thậm chí còn hóa thân thành hạo thần, mà còn không ngăn được cô ấy biến thành ma sát tinh, chứng tỏ oán niệm của La Hầu Kế Đô sâu sắc đến mức nào. Tiểu Phượng Hoàng, đệ không được mạo hiểm đâu. Sao mọi người lại không tin tưởng Toàn Cơ thế? Mặc dù bây giờ thần hồn của La Hầu Kế Đô khống chế cô ấy, nhưng đâu có nghĩa là Toàn Cơ đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng La Hầu Kế Đô tràn ngập oán hận, nhưng trong lòng Toàn Cơ tràn ngập tình yêu. Ta không tin một người sẽ quên sạch đi những gì mình từng yêu thương. Ta cũng tin Toàn Cơ vẫn còn sống, chúng ta có thể cứu muội ấy. Dù muội ấy là chiến thần hay ma sát tinh đều không quan trọng. Ta sẽ ngăn cản La Hầu Kế Đô đưa Toàn Cơ trở về. Khuyên đi chứ. Được, nếu đã vậy, ta sẽ không khuyên huynh nữa. Ngươi... Nhưng huynh nhất định phải nhớ kỹ, La Hầu Kế Đô giết càng nhiều người thì ma tính cũng sẽ càng tăng cao. Nếu huynh còn muốn gọi Toàn Cơ trở về thì nhất định phải ngăn cô ấy đổ sát tứ phương. Tham kiến Ma Tôn, cung nghênh Ma Tôn trở lại tam giới. Nghìn năm trước, thiên giới hủy đi ma vực ta, tộc yêu ma phân tán khắp nơi, lưu lạc khắp các giới, chịu đủ áp bức ức hiếp. Nay bản tọa đã quay lại, đương nhiên sẽ khiến tam giới biết mặt, phục hưng lại bá nghiệp của tộc yêu ma chúng ta. Mùng 7 tháng 7, bản tọa sẽ dùng chuông lạc thiên mở cửa thiên môn tấn công thiên giới. Chốc nữa hãy đến chỗ hữu sứ ghi danh, theo bản tọa cùng xử lý thiên giới. Tấn công thiên giới, tấn công thiên giới, phục hưng tộc yêu ma. Đạo lệnh đầu tiên của Ma Tôn mà đã có kẻ không nghe. Làm tốt đấy. Sức mạnh của tộc ta yếu kém, lực bất tòng tâm, mong Ma Tôn... Nếu đã không thể giúp đỡ, giữ lại còn có tác dụng gì? Ma Tôn, người luôn miệng nói chúng ta bị đàn áp nghìn năm, muốn thống lĩnh chúng ta đi đối phó thiên giới. Ta tôn kính ngươi nên mới đến, nhưng không phải tộc nào cũng có sở trường chinh chiến. Ngươi lại dám tùy ý lạm sát ư? Hỗn xược! Ma Tôn không ở đây nghìn năm, ngay cả một thanh tước nhỏ nhoi cũng dám dạy dỗ Ma Tôn làm việc thế nào ư? Các ngươi sỉ nhục bọn ta như vậy có khác gì cách đối đãi của thiên giới? Cáo từ. Ma Tôn bất giận. Ngoài muốn giết chết Tu La Ta, thiên giới còn muốn đổ sát cả yêu tộc nữa. Các ngươi trốn đông trốn tây cả nghìn năm, lo sợ không biết đến ngày nào.
Bản tọa vốn nghĩ rằng trong lòng các ngươi ai cũng có nỗi oán hận không thể xả. Nhưng không ngờ nghìn năm bị lăng nhục lại khiến các ngươi trở thành kẻ nói gì nghe nấy, nhát gan sợ việc. Các ngươi là yêu ma mà lại cam tâm trốn trong nhân gian nhịn nhục, bị người ta truy sát ư? Nỗi nhục như vậy, La Hầu Kế Đô ta không nhịn được. Bất cứ tộc yêu ma nào cũng không thể nhịn. Các ngươi kết bè hay không cũng được. Từ hôm nay, không phân loại tộc, đều phải nghe lời bản tọa hết. Ngày 7 tháng 7 tập hợp ở Ma Vực, đây là mệnh lệnh của bản tọa, không phải để thương lượng. Kẻ nào dám trái, giết không tha. Rõ. Lui hết đi. Tư Phượng, Vũ Tư Phượng, là ngươi. Kim Xích Điểu 12 lông vũ. Ta biết ý thức của toàn cơ vẫn còn. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tạo nghiệp thêm nữa. Ngươi thả cô ấy ra ngoài mau. Tư Phượng. Chỉ là một khoảng ký ức nhỏ nhoi trong cuộc đời dài đằng đẵng của bản tọa mà thôi. Trong ký ức vạn năm của bản tọa cũng chỉ như muối bỏ biển mà thôi. Ngươi tưởng cô ta còn có thể chiếm chủ thể của bản tọa sao? Đừng nằm mơ nữa. Bản tọa nể tình ngươi, từng liều chết bảo vệ nguyên thần này mới không giết ngươi. Cút đi. Ta từng hứa với toàn cơ, nhất định phải đưa cô ấy quay về. Cô ấy không xuất hiện thì ta sẽ không đi. Tư Phượng, tên ngốc nhà ngươi tỉnh táo lại đi. Hắn bây giờ không phải là toàn cơ nữa rồi. Ta tin toàn cơ. Cô ấy tuyệt đối không phải là ma sát tinh. Cô ấy càng không muốn trở thành ma sát tinh. Ngươi thực sự không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi không giết ta đâu. Vì toàn cơ tuyệt đối không cho phép ngươi giết ta. Bản tọa đã nói, cô ta chỉ là một phần nguyên thần của ta mà thôi. Ngươi tưởng cô ta có thể ngăn cản ta sao? Ngươi liều mạng giam giữ toàn cơ, dùng ma lực biến thành dáng vẻ của La Hầu Kế Đô. Đó là vì ngươi sợ. Ngươi sợ không khống chế được toàn cơ. Sợ có một ngày, cô ấy sẽ không biến thành một yêu ma chỉ biết chém giết như ngươi. Thả ta ra ngoài. Mau thả ta ra. Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, thả ta ra ngoài. Toàn cơ, thả ta ra, thả ta ra, thả ta ra. Tư Phượng, Tư Phượng, toàn cơ, Tư Phượng. Tư Phượng, Tư Phượng, toàn cơ, toàn cơ, toàn cơ, muội quay lại rồi. Ta biết, muội nhất định vẫn còn tồn tại mà, nhất định muội sẽ không biến mất đâu.
Tư Phượng, sao huynh lại ngốc như thế chứ? Hắn sẽ giết huynh đấy. Ta từng nói, cho dù thế nào ta cũng sẽ đem muội về. Muội từng hứa với ta sẽ không quên lời thề của chúng ta mà. Tư Phượng, nhưng muội là La Hầu Kế Đô, huynh thật sự không quan tâm những chuyện này sao? Trong lòng ta, muội mãi mãi là toàn cơ, cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa. Nhưng muội đã không còn là muội nữa rồi. Muội sợ không khống chế được bản thân, muội sẽ giết huynh mất. Mọi chuyện đã qua thì không thể trở lại nữa. Tư Phượng, huynh hãy quên hết đi. Quên cô ấy đi. Người không phải toàn cơ. Toàn cơ tuyệt đối sẽ không nói với ta những lời như quên hết mọi thứ thế này. Vũ Tư Phượng, ngươi cũng đa tình thật. Ký ức với chữ toàn cơ đối với ngươi rất quý giá đúng không? Nhưng theo bản tọa thấy, ký ức đó chỉ khiến bản tọa thấy nhạt nhẽo và nhục nhã thôi. Nhạt nhẽo, nhục nhã. Ngươi chỉ đang đố kỵ với toàn cơ mà thôi. Ngươi bị phản bội nên căm ghét cô ấy. Bởi vì trước giờ ngươi không có được tình ý của thế gian. Vũ Tư Phượng, bây giờ bản tọa sẽ đem ký ức của chữ toàn cơ và cả ngươi nữa đều giải quyết sạch sẽ. Ma Tôn, Ma Tôn, không phải ngươi đối địch với thiên giới sao? Có lẽ ngươi vẫn cần người trợ giúp bên cạnh. Ta là Kim Xích Điểu 12 Lông Vũ. Với pháp lực của ta, trong thiên hạ chẳng có mấy yêu ma là đối thủ của ta. Ngươi nên suy nghĩ kỹ, để ta làm trợ thủ cho ngươi đi. Ma Tôn, quả thật hắn đánh nhau rất giỏi đấy, lão vô ta có thể làm chứng. Được, chỉ cần hắn có thể tiếp một chiêu của ta, ta sẽ nhận hắn. Tới đây. Dừng tay, ta không cho ngươi làm tổn thương Tư Phượng. Ta không cho ngươi làm tổn thương Tư Phượng. Ngươi thả huynh ấy ra, ngươi thả huynh ấy ra. La Hầu Kế Đô. Ta đã nói, pháp lực của ta rất cao mà, nên hãy giữ ta bên cạnh ngươi đi. Được. Vũ Tư Phượng, vậy Chuông Lạc Thiên giao cho ngươi. Sau 10 ngày, ta muốn nó tràn đầy nộ khí, phá vỡ thiên môn. Ta sẽ không để ngươi thất vọng đâu. Vũ Tư Phượng, ngươi đừng nghĩ ta không biết ngươi có mục đích gì. Chữ toàn cơ chỉ là một mảnh ngọc vỡ trong sinh mệnh của Ma Tôn thôi. Ngươi đừng nghĩ đến việc tìm chữ toàn cơ nữa. Ma Tôn muốn quay lại tam giới báo thù thiên giới. Còn dế như ngươi, đừng mong ngăn cản ý chí của Ma Tôn. Nguyên Lãng, con chim thối nhà ngươi kích động cái gì chứ? Ngươi cảm thấy huynh đệ của ta đẹp trai hơn ngươi, võ công mạnh hơn ngươi, sợ hắn tranh sủng với ngươi sao? Ta chỉ không muốn người có ý xấu ở bên cạnh Ma Tôn thôi. Tư Phượng, người bản tọa chọn sẽ tự có thưởng phạt của bản tọa. Người khác không được động vào hắn. Người nào to gan làm càn, ta sẽ không tha. Bên đây là tù binh mà mấy ngày nay bắt được. Nếu muốn nhốt vào Chuông Lạc Thiên thì cứ tự nhiên. Cảm ơn các vị đại ca. Nhưng mà
Chủ linh của Chuông Lạc Thiên không phải là chuyện nhỏ, khó tránh nguy hiểm. Chỗ này giao cho một mình ta là được. Tránh lúc bất cần, Chuông Lạc Thiên sẽ hút người bên cạnh vào. Nếu đã như vậy, ta không làm phiền nữa, chờ tin tốt của huynh đệ. Đi. Đừng qua đây, đừng giết bọn ta, đừng qua đây, đừng giết bọn ta, đừng mà, xin ngươi đấy. Tả sứ. Khởi bẩm tả sứ, thuộc hạ phát hiện một quái nhân che mặt nạ nhìn ngóng khắp nơi, e là gian tế thiên giới phái đến, dẫn ta đi xem thử. Vâng, hai người ở đây đợi ta. Vâng. Đừng giết bọn ta. Yên tâm, ta sẽ không làm các ngươi bị thương đâu. Các ngươi tranh thủ lúc trời tối rời khỏi từ sau núi đi. Cứ đi thẳng về phía nam sẽ có lối ra của kết giới. Đi ra từ đó là các ngươi có thể quay về nhân gian rồi. Ra ngoài đi. Đi thôi. Đi mau. Đi 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 đi. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Đi. Đi mau. Đi mau. Cảm ơn. Tiểu hồ ly, lúc này muội chạy đến ma giới làm gì vậy? Ta cho muội biết muội ở đây ngoan ngoãn đợi ta về. Vô tri kỳ. Ta không muốn đợi thêm nữa. Huynh bị giam dưới phần lưu thành ngàn năm, ta đợi. Huynh giúp toàn cơ mở lưu ly chản, ta cũng đợi. Bây giờ huynh lại giao chiến với thiên giới, sao ta đợi được nữa? Khó khăn lắm mới có được tự do, sao lại xen vào những chuyện phiền phức này chứ? Lỡ như rơi vào tay thiên giới thì sao? Ngày tháng khổ cực ngàn năm nay, ta không muốn sống như thế nữa. Cái con hổ ly chua chát nhà muội, ta chuẩn bị khai chiến rồi. Vô tri kỳ, năm đó kết quả tiên ma đại chiến thế nào huynh rõ hơn ta. Cho dù có bên nào chiến thắng đi nữa thì liên quan gì đến chúng ta chứ? Không tự sống cho bản thân mình được sao? Đã như vậy huynh lại tiếp tay cho kẻ xấu chứ? Bây giờ huynh rời đi, quay về căn nhà nhỏ với ta, yên ổn sống cùng nhau, không tốt sao? Huynh không thích ta biến thành hình người. Được, ta sẽ biến về thành hồ ly. Chỉ cần huynh. Tiểu hồ ly, muội nhìn bên trên xem. Cả ngàn vạn yêu ma đều chờ bọn ta xông lên thiên giới báo thù. Chúng ta có thù, chúng ta phải báo. Muội quên ai đã hủy dung mạo của muội? Ai đã nhốt ta lâu như vậy ư? Ta nhịn bọn chúng hơn 1000 năm rồi, ta không muốn nhịn nữa. Trận này nên đánh từ ngàn năm trước rồi. Hôm nay ta muốn đánh cho đã. Tiểu hồ ly, muội cứ ở đây ngoan ngoãn đợi ta. Yên tâm, không bao lâu nữa ta nhất định sẽ kéo bạch hổ tinh quân xuống cho muội, lột da hổ của hắn làm áo cho muội, sau đó đem nội đan của hắn đắp lên mặt muội. Chờ ta. Vô tri kỳ. Đây là lần cuối ta xin huynh đấy. Huynh không chịu đi với ta thì ta sẽ trốn đi. Huynh sẽ không tìm được ta nữa. Tiểu hồ ly, ta biết muội giỏi giang đến đâu mà. Muội có thể trốn đi đâu chứ? Đừng bướng nữa. Chờ ta. Kim quang đó là gì thế? Hình như là Chuông Lạc Thiên. Là Chuông Lạc Thiên ngàn năm trước phá thiên môn. Thứ đó vẫn còn ư?
Ma Tôn, một khi khai trận, tam giới sẽ lầm than. Không cần nhiều lời. Vô Chi Kỳ, nghe hiệu lệnh của ta, đánh lên thiên đình. Được. Lão vô ta đi đây. Đế quân, bọn chúng đánh lên đây rồi, không có thiên môn, chúng ta không cản nổi. Cứ tránh đi đã, tránh. Tại sao phải tránh? Kẻ nên tránh là bọn chúng chứ. Truyền mệnh lệnh của ta, treo ngược Bình Dương Chỉ Ngọc Tịnh, giải thoát biển sinh tử, cách ly thiên giới và nhân gian. Đế quân, dùng biển sinh tử chia cách thiên giới và nhân gian, khí của càn khôn sẽ không chảy được, khí bẩn sẽ tràn khắp nhân gian, biến nơi đó thành một ma vực khác, người sẽ chết hết. Mong đế quân thu hồi mệnh lệnh. Chuyện đến nước này, thiên giới đang nguy kịch, chỉ có thể bảo vệ thiên giới trước. Thiên đế không ở đây, tất cả đều do ta làm chủ, phải lập tức làm theo. Nếu dám chậm trễ, chẳng không tha. Đó là gì vậy? Biển sinh tử. Không tiếc dùng biển sinh tử hại người Trần để chống đỡ. Được. Ta xem các ngươi có thể trốn bao lâu. Tiểu Hồ Ly, Tiểu Hồ Ly, không sao chứ? Con khỉ chết tiệt. Không phải huynh chỉ muốn đánh nhau thôi sao? Sao vậy? Sao lại quan tâm ta rồi? Tiểu Hồ Ly, có phải muội bị ngốc không? Sao muội lại làm như thế? Tại sao? Đúng vậy. Tại sao lại đau như vậy? Huynh là tất cả của ta. Huynh có thể không cần mạng của huynh, nhưng ta không muốn huynh chết. Tiểu Hồ Ly, muội kiên trì một chút, ta tìm thuốc tốt nhất cho muội. Ta nhất định sẽ chữa khỏi cho muội. Không cần. Con khỉ chết tiệt. Chuyện huynh hứa với người khác, không cần biết sống hay chết, huynh đều nhất định phải làm được.
đến ta cũng không quan tâm nữa. Không phải ta không quan tâm muội, chỉ là có lúc ta không biết nên nói thế nào. Tiểu hồ ly, muội yên tâm, sau này ta sẽ không để muội chịu khổ nữa. Con khỉ xấu xa, có câu này của huynh, ta mãn nguyện rồi. Vô Chi Kỳ, huynh để lại lời hứa tình cảm khắp nơi với người khác, huynh có thể cũng đồng ý với ta một chuyện không? Sau khi ta chết, huynh có thể mang ta về không? Chúng ta rời khỏi ma vực, huynh đừng đánh tiếp nữa. Tiểu hồ ly, ta đồng ý với muội, ta không đánh nữa, ta sẽ không bao giờ đánh nữa. Hôn ta đi, có được không? Vô Chi Kỳ, ta yêu huynh. Vô Chi Kỳ, kiếp sau, tiểu hồ ly, ta không làm tiểu hồ ly nữa. Tiểu hồ ly, ta thay một khuôn mặt xinh đẹp hơn, biến thành dáng vẻ mà huynh thích. Như vậy, liệu huynh có thích ta không? Tiểu hồ ly, ta vẫn luôn lừa muội đấy. Muội rất đẹp. Muội thật sự rất đẹp mà. Vô đại ca, bên ngoài lúc này thế nào? Ta không đánh nữa, ta dẫn ngươi ra ngoài. Vô đại ca, rốt cuộc sao vậy? Tiểu hồ ly chết rồi, ta đã đồng ý với cô ấy không đánh nữa, cho nên ta đến cứu ngươi. Đi thôi. Hai vị muốn đi cũng không chào hỏi một tiếng, cũng quá coi thường Ma Tôn rồi. Ma Tôn, ta đã nói là Vũ Tư Phượng có tâm làm phản mà. Bây giờ xem ra Vô Chi Kỳ cũng muốn đi. Hai kẻ này đều là phản đồ. Vô Chi Kỳ, ngàn năm trước ta tôn kính ngươi, hôm nay ngươi lại là người duy nhất có thể không gọi ta là Ma Tôn, cũng coi như là không bạc đãi ngươi rồi. Tại sao vừa gặp đại bại, người đã muốn bỏ ta mà đi? Lẽ nào thật sự như Nguyên Lãng nói, người muốn phản bội ta? Vô Chi Kỳ, ta vốn không biết cái gì gọi là phản bội. Trận chiến vừa rồi, tiểu hồ ly vì cứu ta mà không may mất mạng. Ta đã đồng ý với cô ấy là sẽ không đánh nữa. Ta phải mang yêu đan của cô ấy về an táng. La Hầu Kế Đô, ơn của những lời tốt đẹp trước đây ngươi nói với Tu La Vương, lão vô ta đến hôm nay cũng coi như báo hết rồi. Hai chúng ta từ nay về sau coi như không ai nợ nần ai. Lão vô,
Ngươi nói đã hết nợ nần với Ma Tôn là có chút không biết điều rồi. Ngươi nói gì? Ngược lại là ta trách nhầm ngươi rồi. Trọng tình trọng nghĩa mới là bản sắc của Vu Chi Kỳ ngươi. Lúc đầu ta nói đỡ cho ngươi, vốn không cần báo đáp gì. Bây giờ ngươi đã muốn đi, dĩ nhiên ta sẽ không cố chấp giữ lại. Ngươi có thể đi, nhưng Vũ Tư Phượng phải ở lại. Vũ Tư Phượng, ngươi lập nên quân lệnh, lại làm hỏng việc quân cơ, đúng là tội chết. Ngươi còn muốn nói gì không? La Hầu Kế Đô, ngươi có ký ức của toàn cơ. Ta làm như vậy chỉ là sợ ngươi tạo nghiệp giết chóc hơn, tương lai sẽ tự mình đau khổ. Ta có thể giết ngươi, cũng có thể thả ngươi đi. Là toàn cơ bảo ngươi làm vậy đúng không? Đừng tự mình đa tình nữa. Chử toàn cơ đối với ta chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ phân tán trong đầu thôi, căn bản không đáng gì cả. Ngược lại là ngươi còn coi như có vài phần thú vị. Thế này đi, ta biết ngươi là thủ lĩnh của tộc Kim Xích Điều. Chỉ cần ngươi làm cho ta một việc, tội phạm phải lần này ta có thể không tính toán nữa. Chuyện gì? Tìm về tộc Kim Xích Điều, lệnh bọn họ đốt cháy yêu đan, chở đại quân ta bay qua biển sinh tử. Đốt cháy yêu đan? Vậy chẳng phải là ngươi muốn tộc Kim Xích Điều hủy hết tu vi biến thành phế vật sao? Bảo bọn họ chết vì Ma Tôn là vinh hạnh của bọn họ đấy. Vũ Tư Phượng, ngươi đồng ý đi. Đáng tiếc thật, mấy năm trước ta không còn là thủ lĩnh của tộc Kim Xích Điều nữa, cho nên bọn họ ở đâu ta căn bản không biết. Nhưng mà Nguyên Lãng là người có tu vi thâm hậu nhất trong tộc Kim Xích Điều. Với năng lực của hắn, bay trên biển sinh tử 7-8 lần cũng không thành vấn đề. Vinh hạnh đốt cháy yêu đan này ban cho hắn là được. Vũ Tư Phượng, ta cho ngươi cơ hội chỉ vì cảm thấy ngươi thú vị. Giết thì thật đáng tiếc, đừng có ỷ sủng mà kêu. Nếu ngươi đã không nói ra tung tích của tộc Kim Xích Điều, vậy thì ta chỉ đành giết ngươi thôi. Ta thật sự không biết, nếu không tin ta thì cứ ra tay đi. Được. Vô đại ca, La Hầu Kế Đô, Tư Phượng là huynh đệ của ta, cũng là ân nhân cứu mạng ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn giết hắn, lão vô ta cho dù đền mạng cũng phải giúp hắn. Vô đại ca, Ma Tôn, hai người này rõ ràng là đang chống đối ngài, cùng xử chết để trừ hậu họa đi. Thú vị đấy. Đã lâu không gặp được nam nhân coi trọng tình nghĩa như vậy. Giết thì thật đáng tiếc, nhưng nếu ta cứ tha cho Vũ Tư Phượng như thế, sợ là sẽ không thể nào phục chúng. Đúng là khó xử. Thế này đi, nếu hai người có thể tiếp ba chiêu của ta, thì tội của Vũ Tư Phượng coi như đã xử lý rồi, xóa bỏ hết. Nếu chết dưới tay ta, thì có thể trách các ngươi không đủ năng lực thôi. Ma Tôn, Kim Xích Điều có ích với chúng ta, không thể tha cho Vũ Tư Phượng được. Ý ta đã quyết, đừng có nhiều lời. Vô đại ca, Tư Phượng, Tư Phượng, sao rồi? Yên tâm, ta không sao. Dùng trường lực liệt nhật của Kim Ô Đại Hoang Công tự đánh ngược lại mình, đổi đi lực âm miên đạo hải, thú vị đấy. Nhưng hai người bây giờ đã trọng thương. Chiêu thứ ba liệt hồn chuyên công nhân tâm này là nguy hiểm nhất. Các người còn muốn tiếp không? Được. Hai huynh đệ ta, nếu hôm nay chết cùng nhau cũng rất sảng khoái. Xuất chiêu đi. Được. Tiểu hồ ly,
toàn cơ. Tư Phượng, Tư Phượng, Tư Phượng, toàn cơ. Tư Phượng, Tư Phượng, toàn cơ, toàn cơ. Muội đừng sợ, ta nhất định sẽ tìm thấy muội, dẫn muội trở về. Vua đại ca, vua đại ca, vua đại ca, huynh không sao chứ? Tư Phượng, ta không sao. Vũ Tư Phượng, người chống cự được liệt hồn, xem ra chấp niệm không nhỏ. Ta mở mang tầm mắt rồi. Bây giờ đã qua ba chiêu, ta cũng sẽ giữ lời hứa. Các ngươi đi đi. Tư Phượng, chúng ta đi. Vua đại ca, ta không thể đi cùng huynh được, đồ ngốc. Nếu ngươi ở lại, bọn chúng sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu ta đi, thì ta càng không thể tha cho chính mình. Ta từng nói là ta sẽ ở bên toàn cơ. Bất kể cô ấy xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cô ấy đến cùng. Vừa nãy, ta rõ ràng đã cảm nhận được sự tồn tại của cô ấy. Nhất định cô ấy đang đợi ta tìm cô ấy về. Vô đại ca, ta đã phụ lòng tốt của huynh rồi. Ta thật sự xin lỗi. Nếu đổi lại là khi trước, ta nhất định sẽ cười ngươi không có cốt khí. Nhưng bây giờ, ta chỉ có bội phục ngươi thôi. Nếu ta có thể giống như ngươi, sớm nghĩ thông những điều này, thì tiểu hồ ly sẽ... Không nói nữa. Tư Phượng, vậy ta đi trước đây. Ngươi bảo trọng. Sau này gặp lại. Vũ Tư Phượng, tung tích của tộc nhân ngươi không chịu nói. Cho ngươi đi mà ngươi cứ nhất quyết ở lại. Ngươi đang thử thách lòng kiên nhẫn của ta sao? Ta ở lại là vì muốn cược với ngươi. Ta cược trong vòng 3 ngày nhất định sẽ gọi ra được chữ toàn cơ trong lòng ngươi. Ngươi thắng thì đã sao? Thua thì lại làm sao? Nếu trong vòng 3 ngày ta có thể làm được, ngươi không được phong ấn cô ấy vào sâu trong lòng nữa. Thả cô ấy ra nói chuyện với ta. Nếu 3 ngày sau ta không làm được, đời này của Vũ Tư Phượng ta sẽ để ngươi điều khiển. Vũ Tư Phượng, ngươi là cái thá gì chứ? Dám lấy bản thân ra cược với ma tôn sao? La Hầu Kế Đô, ngươi có dám không? Được. Vậy ta cũng có một điều kiện. Nếu trong 3 ngày ngươi không gọi được chữ toàn cơ, ta sẽ ép ngươi nói ra tung tích của tộc Kim Xích Điểu. Thế nào? Được. Trong vòng 3 ngày này, ngươi làm yêu nô bên cạnh ta đi. Đây là loại bánh của Trung Ly Thành, là điểm tâm mà toàn cơ thích ăn nhất. Ngửi mùi thơm của canh này là biết ngươi đã phí không ít công sức, nhưng ta chỉ thấy vô vị thôi. Sáng sớm mai, kỳ hạn 3 ngày đã hết rồi. Ngươi cực thì phải dám nhận thua đấy.
Vậy thì phải đợi đến ngày mai mới biết được.